Ôi, xin chào anh em nha. Hôm nay là ngày đẹp trời và trong xanh mát mẻ. Thì hôm nay mình sẽ chợt nghĩ ra ý tưởng, đó là sẽ chế tạo thanh kiếm katana. Katana mà của các võ sĩ Nhật hay dùng ấy. Thì mấy ngày nó cũng bị ý tưởng quá. Hôm nay mới chợt nghĩ ra làm cái thanh kiếm này. Thì thanh kiếm từ bẻ chuối làm thanh chuối ấy. Kiếm katana là loại kiếm rất sắc bén hơn những loại kiếm thường. Chặt cây chặt cỏ thì sắc thôi rồi đấy. Và video này mình sẽ làm cái kiếm đó là dùng kiểu mục đích là đồ chơi, các bạn làm cho em hoặc con mình chơi vậy thôi là ok đấy. Và bây giờ mình sẽ tiến hành bắt tay vào làm cái kiếm. Mình sẽ chặt mấy cái bẻ chuối sau này và tạo lập cái thanh kiếm katana đồ chơi cho các em nhỏ, ok nha. Và nhớ đăng ký kênh cho mình luôn. Ok. Vâng các bạn, mình đã hoàn thành xong cái kiếm katana từ bẻ chuối rồi. Cái ý tưởng này thì cũng độc mình nghĩ từ trong đầu thôi, nghĩ từ trong đầu từ tối tối mới qua rồi. Hôm nay mình làm thử xem có giống không đấy.
thì các bạn cũng biết kiếm Tana, kiếm Katana xuất phát từ đâu rồi đấy. Katana là xuất phát từ bên Nhật, kiếm thanh kiếm được rèn bằng thép và ghép hai lưỡi lại làm một. Kiếm ta Katana rất là sắc, sắc hơn những loại kiếm bình thường, không biết vì sao họ có bí quyết gì đấy. Thấy giống không? Rồi bây giờ đây, nhìn đây mình sẽ ra múa này. Wow. Rất là đẹp đúng không?